dưới cái này rồi các bạn ơi. Quá trời cái lỗ rồi. Bây giờ thì chiếc máy cắt lại kéo rồi, đu đít kéo lên, trời trời trời. Quá dữ rồi. Về hết đi rồi. Giờ lấy rồi tối móc vô. Ở đây chứ mới cắt tu kết lại nè. Xuống 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 mé luôn vậy, ghê vậy. Cát bánh kéo. Đem lúa xuống bớt. Vậy này cái nãy nó bị đứt hay gì ta? Đứt thanh khúc cái chừng nét vậy nè, nấu vậy. Chiếc máy cắt liều lĩnh là che vô cái chỗ mà bị lầy luôn đó các bạn, chỗ mà bị cái đường của cái chiếc xe kéo mà. Đem lúa xuống cho chắc ăn. Lạc xuống đi, lạc đi luôn, bà mẹ luôn đi. Chiếc máy cắt cùng bánh rồi đó các bạn. Thank you.
đi luôn nè. Rồi tới đó rồi đó, lên được rồi. Rồi. Cái con lươn rất là dài á, con lươn này cũng khoảng mấy chục mét. Lươn này vừa bự mà vừa dài nữa. Mấy ra được rồi, chờ giờ trở lại mà kéo lúa nè, mấy lúa. Tiếp tục lấy lúa tiếp nè. Nằm rải rác nhóc ở trên này, ra chỗ này vòng xung quanh cái lỗ lúng ở đây nè, chỗ này bỏ ở đây một đống trùng ngục nè các bạn. Bây giờ lại gần gần cái giác ra chứ không dám lại gần ấy là vô nữa. Cái bao này có gần 60 kg nha các bạn, bao châu Hưng Phát mà bị cái nước nhiễu vòng vòng rất là nặng. Lợi đằng kia lấy nặng luôn rồi, còn cái chỗ này bỏ lại khi họ kéo ra cuối cùng hết trơn á, rồi vô đây ve xe lại đây lấy mấy bao cho nó nhẹ. Bây giờ nặng quá rồi giờ mà không dám lợi luôn rồi. Qua cái mương ghê gớm mày trời, mương dài. Mọi người hút gom mà độn vô cái chỗ mà chứ mấy cắt mới cắm đầu nè, giờ độn vô cho nó cao lên đi qua cho nó dễ thôi. Cái mương này mương lợi hại lắm nha.